có Volvo XC40 này. X4 nữa các bạn ạ. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại Thánh Địa Siêu Xe Hà Nội anh em nhé. Và như các bạn quan sát này, xung quanh mình toàn xe sang, xe đỉnh luôn anh em nhé. Và chiếc đầu tiên xuất hiện trong vlog của mình chính là chiếc Rolls Royce Cullinan với ngoại thất màu xám. Wow, anh em chắc chắn sẽ thấy rất lạ mắt với ngoại thất màu này của những chiếc Rolls Royce Cullinan các bạn nhé. Bởi vì đây là một màu mà chủ nhân mới Grand Decan đổi màu. Nguyên zin của chiếc Rolls Royce Cullinan mang biển trắng Hà Nội này chính là màu đỏ, và em nó cũng là chiếc màu đỏ duy nhất tại Việt Nam. Thời điểm hiện tại thì đây cũng là chiếc duy nhất, chiếc Cullinan duy nhất sở hữu ngoại thất màu xám. Anh em cứ gọi nôm na nó là màu xám xi măng đi. Đó, bạn nhìn đẹp không? Chiếc SUV siêu sang có giá trị sau khi lăn bánh và đăng ký biển số Hà Nội là hơn 40 tỷ đồng anh em nhé. Đây thì chúng ta có một chiếc Mini Coupe đời cũ rồi, màu cam rất nổi bật. Đó, đây chiếc Rolls Royce Cullinan của chúng ta, động cơ V12 6.75 lít. V12 6.75 lít thế nên em nó phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 150% anh em ạ. Đó, anh em cùng chiêm ngưỡng cận cảnh cái ngoại thất màu xám này. Chiếc này là một chiếc xe nhập Mỹ anh em nhé. Đó, lưới tản nhiệt thì được dán đề can màu đen. Tổng thể ngoại thất thì được dán đề can màu xám. Và đây chúng ta có bổ sung thêm đường coastline màu đen, hai đường coastline, đây cũng là đường coastline dán anh em ạ. Đó, tay nắm cửa cũng được dán sang đen các bạn này. Đó, và một số chi tiết đã bị bong rồi. Đây, gương chiếu hậu được dán màu xám. Mâm của chiếc này đã từng độ lên mâm kích thước lên đến 24 inch, còn hiện tại thì xe đang mừng dùng mâm zin thời điểm nhập về có kích thước là 22 inch, lốp 285/40 ở phía sau các bạn nhé. Và logo Rolls Royce tại chính giữa. Bộ mâm này thì có ngoại thất có lớp sơn bên ngoài màu đen kết hợp với màu xám, màu xám trùng với tông màu ngoại thất. Tất cả các viền kính ốp xung quanh thân xe làm từ kim loại đều đã được chuyển sang màu đen. Đó, đây là phần đuôi của chiếc Rolls Royce Cullinan này các bạn này. Các bạn nhìn thấy chất đâu, cái màu này quá đẹp luôn, ra ngoài nhìn rất nổi. Mặc dù em nó màu zin, màu đỏ đã cũng là rất nổi rồi anh em nhé. Đó, chiếc SUV siêu sang, coi như là một chiếc SUV siêu sang đắt nhất tại Việt Nam này. Đó, Cullinan. Ở đây chúng ta có một chiếc BMW X5. Đó, chiếc X5 có lẽ là sẽ đỗ luôn vào đây. Người anh em của BMW. Wow, suýt chút nữa thì chiếc xe máy điện kia hụt vào đít chiếc X5 lùng lùi này. Ở trên đây chúng ta có một chiếc Renover HSE phiên bản P400. Không phải là Autobio mà là HSE anh em nhé. Cũng dùng động cơ i6 3.0 lít như Autobio, nhưng đây là phiên bản HSE. Nó sẽ có một số trang bị thấp hơn so với Autobio. Tuy nhiên các bạn nhìn bên ngoài, các bạn sẽ thấy nó gần như là tổng thể ngoại thất nó giống hệt so với chiếc Autobio anh em nhé. Đó, cặp đôi xe sang đến từ Đức và đến từ Anh. Đây, Renault Autobio Graffi i6 3.0 lít và cũng tạo ra 400 PS như Autobio Graffi. Ở đây chúng ta có một chiếc Mini Coupe. Mini Coupe phiên bản John Cooper Work. Đó, phiên bản John Cooper Work. Và đây là một chiếc xe mui trần anh em nhé. Ngoại thất màu xanh và phần mui màu đen, màu xanh đậm đó các bạn, màu xanh lá đậm và ngoại thất có màu đen. Chiếc này thì có sức mạnh cũng hơn 200 mã lực từ động cơ 2.0 lít. Đó, một chiếc mini kích thước nhỏ và động cơ thì lại rất mạnh mẽ, thế nên lái rất thích các bạn nhé. Phần mui của em nó cũng có cái logo cờ Anh các bạn này. Mui này có thể mở ra tạo thành một chiếc xe mui trần cá tính. Trên nắp capo cũng có bộ tem phong cách thể thao. Đó, bộ tem đen đỏ phong cách thể thao. Đây là phần đầu xe này. Với phiên bản John Cooper Work ấy, thì nó sẽ có thêm một cái khe. Đó, có một cái khe hút gió ở trên nắp này. Trông như thể là nó làm kín chứ không phải là khe hút gió, tạo điểm nhấn thôi anh em ạ. Đấy, tổng thể phần đầu xe nó được thiết kế thể thao hơn so với một chiếc Mini Coupe thông thường. Bởi vì đây là bản hiệu sức cao John Cooper Work. Đó, các bạn chỉ đeo không? Phía đối diện kia chúng ta có GLC 300 AMG anh em nhé. Ở đây thì chúng ta có Toyota Land Cruiser phiên bản VX đến từ Ninh Bình. Chiếc này thì mình thấy khá hay đỗ ở đây. Thôi bỏ qua, chúng ta sẽ xuống dưới này. Uầy, còn rất nhiều xe đẹp anh em ạ. G63 AMG, chiếc này thì rất đáng chú ý bởi ngoại thất màu đỏ, bổ sung thêm cản chống va phía trước và mâm mới được độ lại kích thước 23 inch.
Ngoài ra thì em nó cũng được trang bị một số các chi tiết nhấn nhá làm từ chất liệu carbon anh em này. Đó, cái viền khung lịch tản nhiệt được làm từ chất liệu carbon và có logo Brabus. Cái cản chống va phía trước được sơn đen, nó tương phản với màu đỏ tổng thể của ngoại thất chiếc xe này các bạn nhá. Đây, mình sẽ cùng các bạn ngắm phần mâm mới độ lại. Chiếc này mới được độ mâm thôi. Wow, mâm của thương hiệu lần đầu tiên mình thấy. À, đây là thương hiệu Bridgestone, Bridgestone Forest. Kích thước của cái bộ mâm này là 23 inch và lốp là 305/35 ở phía trước, R23. Wow, lốp vẫn còn rất dày dù mâm nó đã là 23 inch anh em ạ. Chiếc này thì cũng đã được độ lại hệ thống ống xả anh em nhá. Đây, hệ thống ống xả này với ba đầu da tròn tạo ra âm thanh cực kỳ mạnh mẽ. Một chút nữa nếu như mình ở đây thì mình sẽ quay cho các bạn nghe thử âm thanh của chiếc G63 AMG độ hệ thống xả lại. Logo AMG sơn đen, chiếc này có biển số khá đẹp và khá dễ nhớ, 58558. Đó, tiếp theo chúng ta đi. Có một chiếc S-Class độ mâm Maybach này và nẹp kim loại giống Maybach này. Chiếc này có lẽ là S450. Và ngay phía sau chúng ta có một chiếc BMW X4. Wow, X4 M Sport các bạn nhé. Và có nhiều chi tiết rất đẹp. Đây, mâm xe của M Sport. Bộ mâm M Sport mình có kích thước 21 inch, lốp 245/40 R21 và cùm phanh bên trong có màu xanh dương. Đây, các bạn nhìn chiều ngang của chiếc X4 này, đàn em của X6 anh em nhé. X6 thì trông nó to và nó ấn tượng hơn, còn X4 thì nó nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên chiếc này được độ lại khá nhiều đi. Ví dụ như cái tai này, cái gương chiếu hậu được ốp carbon thì nó hơi xỉn một chút. Lưới tản nhiệt cũng được sơn đen này. Đó, lưới tản nhiệt đã được sơn đen. Các bạn nhìn thấy ngầu hơn chưa? Phần đầu của chiếc X4 các bạn nhá. Mình xem phần đuôi có độ thêm cái gì không. Phần đuôi mình có thêm cánh lướt gió gắn cố định làm từ chất liệu carbon anh em này. Đó, tổng thể phần đuôi cũng đã được độ ống xả này, ốp cản sau giả carbon. Đây là chiếc X4 X-Driver. Wow, chiếc này được chủ nhân chăm sóc lớp sơn bên ngoài nhìn vẫn còn rất đẹp anh em nhá. Đó, X4 cạnh tranh với GLC 300 AMG. Chiếc Zone Cooper Work đã di chuyển. Chiếc mui trần cá tính. Tiếp theo ở phía bên này, ba chiếc xe sang đến từ ba thương hiệu khác nhau. Đầu tiên là chiếc S-Class được độ lên mâm Maybach và có cả logo Maybach. Ngay phía sau chúng ta có một chiếc Lexus RX nhập Mỹ các bạn nhé. Lexus RX nhập Mỹ đời trước rồi, không phải là đời mới nhất. Ở đây chúng ta có thêm một chiếc Porsche Cayenne Coupe. Wow, Porsche Cayenne Coupe với ngoại thất màu đỏ cực kỳ nổi bật. Cực kỳ nổi bật. Và Porsche Cayenne Coupe thì các bạn thấy này, thiết kế quá là đẹp rồi. Nhìn lướt qua các bạn đã thấy sự sang xịn mịn của những chiếc Porsche. Đây, phía sau em nó chúng ta có một chiếc Porsche Panamera. Cũng là một chiếc Panamera đời khoảng 2018-2019, ngoại thất màu xanh. Các bạn nhìn đuôi này, quá đẹp đâu các bạn. Porsche thì mình thấy xe nào cũng đẹp luôn. Và ngay phía bên cạnh chúng ta có một chiếc Mercedes SL đang để mui luôn. Đó, một chiếc Mercedes SL và chủ nhân cũng mở mui ra luôn, nội thất bọc da màu trắng. Rồi, xe phải nói là rất chất chơi. Một chiếc SL. Đó, các bạn nhìn này. Chất không anh em? Wow, chiếc Hồng Kỳ mình đang định quay thì xe lại di chuyển mất rồi. Đây là một mẫu xe đến từ Trung Quốc anh em nhé. Đây, một mẫu xe đến từ Trung Quốc này. Họ trồng dáng như bim 7 luôn. Dáng như bim 7 anh em ạ. Đó, đây Porsche Cayenne và chiếc Hồng Kỳ. Dã man không anh em? Chúng ta có một chiếc Range Rover nữa này. S-Class Maybach.
Porsche Cayenne Coupe